chơi đá làm cho bạn gần gũi với thiên nhiên, làm cho con người mình thanh cao và sang trọng, làm cho tâm mình tĩnh lại. Nhiều các cô bác bảo là hãy mang thiên nhiên về nhà bằng dùng đá phong thủy. Hôm nay anh em sàn Tứ Nguyên mời các bạn trải nghiệm một cục đá thái anh hồng, một bên anh em được đánh bóng và một bên anh em để nguyên thô, một phần để các cô bác hiểu thêm về loài đá thanh được con người phát hiện 300.000 năm được các ông cha ta từ nghìn xưa đã biết sử dụng. Xuân sang trời mây cùng sắc hoa khoe ngàn hương, chim ca rộn vang vui khúc hát sau vườn. Xuân tô hồng cho đôi má vương bên người thương, tân xuân cùng chúc đón niềm vui ra đường. Xuân thêm tràn chứa bao khát khao trong trái tim hy vọng. Xuân mang câu hứa bên niềm tin bao nhiêu ước muốn trong lòng. Xuân qua con em thôi đưa muôn nơi bình yên. Nếu bạn là người yêu thích đá phong thủy tự nhiên Việt Nam, mời các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi anh em nhà sàn Tứ Nguyên. Anh em sàn Tứ Nguyên luôn chia sẻ về loài đá phong thủy tự nhiên. Nếu có dịp mời bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tứ Nguyên, hay alo cho anh em sàn Tứ Nguyên để anh em nhà sàn Tứ Nguyên tư vấn. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.